Thưa quý vị, vào tháng 12 năm 2018 thì lần đầu tiên hàng trăm bác sĩ đều là người Việt Nam tham gia vào 6 kiếp mổ cùng lúc, làm một kiếp lấy 6 tạng từ người chết não, 5 kiếp ghép tạng ngay cho bệnh nhân, trong đó có một kiếp điều phối tạng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho bệnh nhi suy thận ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Và mới đây thì bệnh viện Việt Đức đã tiếp tục viết thêm một kỳ tích mới vào lịch sử khi 6 ekip với hơn 200 bác sĩ đã tham gia để lấy đa tạng từ một người cho chết não để ghép cho 5 bệnh nhân, trong đó có 2 trường hợp là ghép gan. Vâng, và đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật ghép chia gan làm hai từ bệnh nhân chết não ghép cho hai người. Trước đây thì một lá gan chỉ cứu được một người bệnh, nhưng với kỹ thuật này, cơ hội sống đã được trao thêm cho một người bệnh. Thông tin đáng chú ý này vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố vào sáng nay 15 tháng 3 tại Hà Nội. Cụ thể là từ lá gan của một người cho chết não là nam thanh niên 30 tuổi, các bác sĩ đã chia gan cứu hai người bệnh. Một là trường hợp bệnh nhi 8 tuổi bị suy gan, hôn mê gan do sơ gan mất bù, bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa đồng Wilson và teo đường mật bẩm sinh. Bé mắc cả hai bệnh lý hiếm, nếu không ghép gan cấp cứu sẽ không còn cơ hội sống. Bệnh nhân còn lại là nam giới 49 tuổi bị ung thư gan trên nền gan sơ, không được ghép gan, cuộc sống của bệnh nhân cũng tính từng ngày. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân được thực hiện từ 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 sau 16 tiếng phẫu thuật. Các kíp mổ tại Bệnh viện Việt Đức đã cùng lúc thực hiện những cuộc đại phẫu lấy đa tạng để ghép cho 5 bệnh nhân, một bệnh nhân ghép tim, hai bệnh nhân ghép gan và hai bệnh nhân ghép thận. Ngoài ra còn lấy các đoạn mạch máu để gửi vào ngân hàng mô bảo quản để ghép cho các bệnh nhân khác. Hiện tại hậu phẫu ngày 6 sau ghép, tất cả bệnh nhân đều hồi phục. Hai bệnh nhân ghép gan đã tự thở, tỉnh táo, các chức năng của gan mới đã hoạt động tốt và hòa hợp với người nhận.